Hi, welcome back. Mình cảm 188 và đây là YouTube channel của mình, 188 channel. Hi, chắc các bạn đã chưa biết mình thì mình tên là Boo, mình làm video về beauty và đời sống. Thì nội dung của video ngày hôm nay khá là đặc biệt, nền xanh, áo xanh và hôm nay chúng ta sẽ review một cái bộ sản phẩm có màu xanh. Và nói chung là cái bộ này hơi lấp lánh, hơi sực sự sợ. Xinh thật sự, cái túi xinh, bộ sản phẩm cũng xinh nhưng mà cái túi xinh hơn. Thì thật ra là cái bộ sản phẩm này là mình được tặng. Thì cái bộ sản phẩm này đây là một cái line sản phẩm mới ra của nhà Samami. Thì cho các bạn đã biết thì ngày xưa thì mình không thích lắm cái bộ Samami, tại vì thực ra là nó không có được tối ưu lắm dành cho làn da dầu mụn. Nhưng mà càng về sau này thì Samami càng cải tiến cái công thức của mình hơn. Ví dụ như các line sau này, ví dụ như là line Snail hoặc là line Red Tree, thì những cái line đó về sau thì chất lượng cũng khá là tốt. Cơ bản nhá, thì nó là dưỡng ẩm và hồi phục cho làn da, nhưng mà nó bỏ đi được những cái chất mà không tốt cho làn da. Thì đối với mình đó là một cái sự quyết định rất là chính xác của nhà Samami. Thì càng về sau này, và cái line cuối cùng mà Samami đáp đó là line Super Matcha. Đương nhiên là sau này sẽ có những cái line khác rồi, nhưng mà hiện giờ á thì đây là line mới nhất mình sẽ review cho các bạn. Và đối với cái chữ là Super Matcha trong này á, thì mình sẽ expect là nó sẽ chứa rất là nhiều các hoạt chất đến từ chiết xuất trà xanh. Ví dụ như nhiều một xíu nước từ chiết xuất trà xanh hoặc là các chiết xuất từ trà xanh, như vậy cũng rất là tốt cho làn da. Và đặc biệt nhá, không phải như các bạn ở trên là đây là một bộ đặc trị cho da dầu mụn được các kiểu vân vân. Hãng claim luôn đây là một dòng Pore Tightening Serum, hoặc là những cái sản phẩm khác nó cũng được claim như vậy luôn. Có nghĩa là cái line này sẽ tập trung vào cái vấn đề là dầu thừa và lỗ chân lông của các bạn, chứ không phải là đặc trị mụn nha. Và đây là một trong những cái điều mà mình cực kỳ ưa thích, tại vì không claim trị mụn đừng có thần thánh hóa nó lên. Và để biết được từng sản phẩm như thế nào thì ok, chúng ta sẽ đi review kỹ hơn từng sản phẩm nhé. Ok, về sản phẩm đầu tiên, đây là Super Matcha Pore Clean Cleansing Gel. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà sữa rửa mặt dịu nhẹ của hãng, đúng nghĩa luôn. Càng về sau này, các loại sữa rửa mặt của nhà Samami càng dịu nhẹ cho làn da. Ở trong bản thành phần của em này thì có 62% đó là chiết xuất của nước lá trà xanh. Thì cái chiết xuất này sẽ làm gì? Nó sẽ là một cái nguồn cung cấp các hợp chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào cho làn da. Như các bạn đã biết thì ở trong chiết xuất trà xanh nó chứa nhiều cái gì? Nó chứa nhiều polyphenol và catechin. Thì đây sẽ là những cái chất mà để chống oxy hóa cho làn da của bạn cực kỳ hiệu quả. Nhưng mà cái nước của chiết xuất trà xanh á thì nó sẽ cực kỳ dịu nhẹ cho làn da. Đồng thời ở trong bên này á thì nó không làm sạch bằng các gốc SLS nha. Không có sunfat, không có gì hết trơn á. Hầu như toàn là amino acid hết, nên cực kỳ nhẹ dịu cho làn da của các bạn luôn. Không chứa cồn, có chứa hương liệu phía cuối bản thành phần, nhưng mà thật ra là cái mùi của sản phẩm nó rất là fresh. Hầu như là mình sẽ cảm nhận được cái mùi của này nó tới từ cái mùi của nước trà xanh ở trong này á, nên thật sự rất là tốt luôn. Ngoài ra thì ở trong bản thành phần này còn có chiết xuất rau má và chiết xuất vỏ cây liễu trắng nữa. Và chiết xuất vỏ cây liễu trắng cũng có thể được tính là một cái loại SA tự nhiên, mặc dù là nó không được mạnh mẽ như là salicylic acid các kiểu đâu, nhưng mà khi mà bỏ vào trong sản phẩm thì ok, nó cũng có tác dụng là bạc sừng cho các bạn nữa. Thì về cơ bản thì đây là một loại sữa rửa mặt nhẹ dịu, độ pH đâu đó khoảng 5.5-6, như vậy là rất là ổn cho làn da. Và cái trải nghiệm của mình đối với sản phẩm này cũng cực kỳ tốt luôn. Chỉ có bị một cái thôi, nó nhẹ dịu cho làn da quá mức, đến cái mức mà mình cảm giác như nó không được sạch lắm. Nhưng mà sau khi mà mình lấy toner để mình lau lại á, thì mình cảm giác là sao cái toner nó sạch bách. Có nghĩa là cái độ làm sạch của nó rất là tốt, nhưng mà nó quá nhẹ dịu cho làn da đi, làm như mình cảm giác là nó không được sạch. Nhưng mà thật ra là nó rất là tốt, hơi ít bọt xíu thôi nhưng mà tốt. 250.000 thì ok, đây là một trong những cái sản phẩm đáng mua nha. Hơi ít bọt, tạo hơi ít bọt, nên maybe là cái lúc mà lấy ra xong mà xài sẽ hơi tốn, nhưng mà không sao, 250.000. Ok, cái sản phẩm thứ hai mà mình sẽ review cho các bạn, đây là Super Matcha Pore Clean Clay Smart. Cái sản phẩm này thì nói chung là mình sẽ hơi traffic về một cái sản phẩm này một chút xíu. Đầu tiên thì đây là một loại mặt nạ đất sét, ở trong này chứa 12% là đất sét trắng. Bên cạnh đó thì ở trong này còn có khá là nhiều các loại chiết xuất để hỗ trợ chống oxy hóa cho làn da, hỗ trợ kiểu làm cho da được phục hồi và cấp ẩm để không bị khô quá khi sử dụng mặt nạ đất sét. Đây là một điểm khá là hay, tại vì từ trước đến giờ các loại mặt nạ đất sét ở trên thị trường, các loại mặt nạ thế hệ cũ, hầu như mà khi các bạn sử dụng ở trên da nó sẽ làm da của các bạn bị khô quá mức, tới cái mức mà khi mà bạn rửa nó rất là khó để tẩy đi hết. Thì cái mặt nạ này không bị như vậy. Ở trong này chứa rất là nhiều các loại chiết xuất trà xanh, xong rồi nước trà xanh, xong rồi kiểu chiết xuất rau má vân 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 vân, để hỗ trợ làm mềm làn da và không gây mất độ ẩm quá nhiều. Và mình sẽ để một cái sụp mà mình test cái sản phẩm ở đây cho các bạn thấy. Yeah.
Thì như các bạn đã thấy á, thì khi mà mình lau đi lại sau khi mình để ở trên mặt mình 10 phút thì nó vẫn đi rất là tốt luôn. Đồng thời ở trong sản phẩm này thì còn có chứa LHA, một loại axit tẩy da chết. Đây là một trong những cái điều mà mình cực kỳ ao ước luôn, tại sao các hãng không làm sớm hơn, giống như là Lucent Bay vân vân thì đã làm rồi. Thì sau này cũng có cái hãng ví dụ như đây, Sumami đã làm ra rồi, trời ơi. Đúng không? Thật sự đúng không? Tẩy da chết nó rất là phù hợp khi mà bỏ vào mặt nạ đất sét luôn. Tại vì mặt nạ đất sét thì đẩy đi dầu thừa xong rồi các loại axit thì bay vô xong mà làm sạch sâu hơn. Nó như vậy nó perfect, nó hoàn hảo luôn đúng không? Bên cạnh đó thì ở trong sản phẩm này mình cảm giác như nó có những cái hạt mà để tẩy da chết. Thì thật ra đối với da của mình á thì nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình sẽ khuyên nhá, nếu như da bạn nào bị quá mỏng đi, hoặc là cái lớp thượng bì của bạn quá mỏng, hoặc là da của bạn từ trước đến nay mà có vấn đề về kem trộn và thuốc rượu á, thì các bạn khi sử dụng hạn chế massage quá mạnh mẽ, tại vì đôi khi nó cũng có thể gây lên những vết xước li ti, từ đây có thể hình thành mụn viêm. Hạn chế massage, nhưng mà về tổng kết đây là một loại mặt nạ đất sét mà mình khen nhá, mình khen thiệt. Ok, cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ review cho các bạn, trời ơi, đây là một cái sản phẩm nó xịn. Mình đánh giá là đây là cái sản phẩm xịn nhất trong nguyên cái line này luôn. Đây là Super Matcha Pore Tightening Toner. Nhớ nha, Pore Tightening có nghĩa là làm cho cái lỗ chân lông của các bạn được thu nhỏ, được xe nhỏ lại. Không có trị mụn gì ở đây hết. Mặc dù ở trong sản phẩm này có chứa những hoạt chất có thể claim được như vậy luôn, nhưng mà hãng kêu cái này chỉ tập trung vào lỗ chân lông thôi, không muốn claim thần thánh hóa nó lên. Đây, mình rất là khen luôn. Ở trong sản phẩm này thì có 83% là nước chiết xuất trà xanh. Và nếu như các bạn nhìn vô bảng thành phần, bốn cái hoạt chất đầu tiên ăn tiền ngay bốn hoạt chất đó luôn. Đầu tiên là nước từ chiết xuất trà xanh nè. Tiếp theo đó là propanediol, một hoạt chất dưỡng ẩm bình thường. Tiếp theo đó là chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng để hỗ trợ cho các bạn có thể gọi là bạc sừng và tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng. Mà cái này thì nó nhẹ nhàng hơn salicylic acid nên các bạn yên tâm nha. Tiếp theo đó là niacinamide để hỗ trợ kiềm dầu và kháng viêm cho làn da của các bạn. Bốn thành phần đầu tiên là đã ăn tiền rồi. Tiếp theo đó thì ở trong sản phẩm này còn có chiết xuất của diếp cá nữa. Và diếp cá đó là một trong những cái chiết xuất mà kháng viêm cực kỳ tốt luôn. Hầu như hiện giờ chưa có quá nhiều hãng có thể khai thác chiết xuất diếp cá này. Nếu như mà có một cái line nào đó mà ra hoàn toàn chiết xuất diếp cá luôn thì mình chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên được thử. Ở trong cái sản phẩm này thì nó sẽ có hai lớp. Cái lớp đầu tiên là cái lớp nước và cái lớp nước thứ hai là cái lớp bột trà xanh. Thì maybe là cái lớp này á, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề là nó sẽ hút dầu thừa một cách tốt hơn. Và đó là cái lý do mà khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn phải đó, thì để cho hai cái lớp này nó đều lên, sau đó thì các bạn mới đổ ra bông cotton. Thì sau khi mà mình lau bằng cái sản phẩm này thì mình không thấy có cái gì nó ra hết. Không có phải là do sản phẩm này sạch đâu, thật ra là do ngay từ cái bước sửa rửa mặt á là mình đã rửa mặt đó khá là tốt rồi. Nên khi mà lau lại bằng toner á thì mình không có cảm giác gì là còn dơ hết. Nên quan trọng là bước này nè, chứ không phải là bước này đâu. Nhưng mà về cơ bản nhá, khi mà mình sử dụng em này thì mình cảm thấy là cái làn da của mình nó được cấp ẩm nhẹ, rất nhẹ, nhưng mà cái dầu thừa của mình nó ra được ít hơn. Đây là điểm khen nha, khen thiệt luôn. Hầu như từ trước đến giờ chỉ có những cái loại toner mà nó bỏ vô kaolin á thì nó mới có effect này thôi. Nhưng mà cái này nó bỏ được cái bột trà xanh vô mà nó có cái hiệu ứng đó luôn. Thì mình đây là một điểm mà mình khen ngợi. Và nói chung là 150ml giá thì khoảng đâu đó 300 mấy chục nghìn. Thì nói chung là cái sản phẩm này sẽ là cái sản phẩm mình ưa thích nhất trong những cái line này nha. Ok, và cái sản phẩm cuối cùng mà mình sẽ review cho các bạn đây là Super Matcha Pore Tightening Serum. Thì cái sản phẩm này, đây là cái sản phẩm gọi là nó là serum thì nó sẽ có concentrate những cái hợp chất hữu ích cho làn da của mọi người nhiều nhất. Thì ok, nó đúng, nó chứa 93% nước từ chiết xuất trà xanh. Tiếp theo đó là niacinamide, nói chung là không có nước bình thường ở trong này, điểm cực kỳ đáng khen. Tiếp theo đó thì ở trong sản phẩm này còn có 0.5% sebum control powder, nói chung là một cái dạng bột để cho nó hấp thụ cái lượng bã nhờn của mọi người và nó điều tiết cái lượng bã nhờn mọi người, nó không bị ra quá mức. Thì từ đây thì cái lỗ chân lông cũng không bị dạng nở to. Và 1% skin pore controller thì nói chung là cũng là những cái hợp chất mà để cho hạn chế tiết dầu nhiều quá đó. Và cái cảm nhận của mình khi mà sử dụng sản phẩm này thì nó bị lỏng quá, kiểu nó quá nhiều nước từ chiết xuất trà xanh đi, nên nó mang lại một cái hiệu ứng là làn da của mình nó sẽ được căng hơn, nó được mỏng hơn, do ở trong này nó cấp nước cho mọi người rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì niacinamide nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề là hạn chế cái bã nhờn mọi người ra. Thì mình thấy là cái công dụng mà control những cái bã nhờn của mọi người nó đến từ cái việc là mọi người cấp nước đầy đủ, và niacinamide nó hạn chế tiết dầu hơn là những cái công nghệ đặc biệt khác. Nhưng mà đây là một sản phẩm cấp nước ổn, tại vì base của nó rất là lỏng, khi mà mọi người swatch nó ra tay á là nó chảy xuống hết luôn. Thì nói chung là đối với cảm quan của mình á, nó cấp nước sẽ cực kỳ tốt, nhưng mà khi mà sử dụng á thì nó sẽ hơi hao một chút xíu nha. Nhưng mà nói chung là ok, nói chung là cái line này nó phục vụ cho mục đích như thế thôi. Và chiết xuất trà xanh sử dụng buổi sáng cực kỳ ổn nha.
kiềm dầu nè, kháng viêm nè, nói chung là antioxidant đồ, mọi thứ pha hỗ trợ cho mọi người cho cái vấn đề là sử dụng kem chống nắng phía sau nữa. Cái bộ này xài buổi sáng cực kỳ đỉnh nha. Ok, và đó là tất cả những cái review của mình, những cái cảm nhận của mình sau khi mà mình sử dụng cái bộ sản phẩm này. Nếu như mọi người đã sử dụng cái bộ sản phẩm này rồi thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới cho mình biết cái cảm nhận của mọi người có giống như mình hay không. Tại vì đơn giản đây cũng là trải nghiệm cá nhân của mình thôi mà. Nói chung là đừng quên follow mình thông qua social media, Facebook và Instagram. Nói chung là mình cũng không có lập cái group này, follow đi, rồi TikTok, rồi fanpage nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.